hello mọi người đã đến với kênh anh minh audio của mình nhé kết thúc tập trước khi bị vô số huyết khí rót vào cơ thể là từng bắp thịt của từng trần cấp tốc xé rách đau đớn khiến hắn cảm thấy thân thể mình như bị sụp đổ vậy đầu óc thì trở nên rỗng tuếch thế nhưng ngay tại thời điểm nguy cơ đó thì một đạo không gian chi lực hiện lên giúp từng trần lấy lại được chút thanh tĩnh sau một khắc lôi đình huyết mạch trong cơ thể hắn tự chủ thôi động khiến toàn thân hắn trong nháy mắt đã được vô số lôi đình chi quan bao phủ theo lôi đình chi quan này xuất hiện thì huyết khí bên trong cơ thể tần trần liền được tiêu trừ sạch sẽ mà huyết khí bên ngoài thì lại không có cách nào đến gần được người hắn trong khi tần trần đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng lúc này một thanh âm quen thuộc liền vang lên bên tai hắn thật không ngờ tới ở bên trong nguyên thú huyết tinh thế mà tiểu tử nhà ngươi lại không bị làm sao vừa nghe được lời này trên mặt tần trần liền lộ ra khiếp sợ vội vàng lên tiếng cư nhiên là con mèo chết nhà ngươi trong thời gian này ngươi đã chạy đi đâu mà ngươi nói đây là nguyên thú huyết tinh sao Nói đến đây, Tần Trần lại nhớ đến lời mà Khô Lâu Đà Chủ đã nói trước đó với hắn. Theo như Khô Lâu Đà Chủ nói, thì hắn cũng hiểu sơ qua được một chút về nguyên thú. Tác dụng của nó chính là cung cấp nguyên thú tinh khí cho dị ma tộc chữa thương. Dựa theo một số thông tin này, rất nhanh Tần Trần cũng đoán ra được mục đích lần này của đám dị ma tộc kia. Chắc hẳn bọn chúng muốn thả nguyên thú ở đây ra, sau đó đưa con nguyên thú này tiến nhập vào thiên vũ đại lục để giúp dị ma tộc cường giả khôi phục thực lực. Nếu chuyện này là thật, thì với thực lực hiện tại của thiên vũ đại lục, làm sao có thể ngăn cản được dị ma tộc xâm lược. Nghĩ đến đây, Tần Trần không tự chủ được mà bật thốt lên nói, nhất định phải ngăn đám người này lại. Lời này vừa được nói ra, thì thanh âm của Đại Hắc Miêu lần nữa vang lên nói, không sai, nhất định phải ngăn đám dị ma tộc này lại. Thanh âm vừa rơi xuống, thì thân hình của Đại Hắc Miêu cũng đã xuất hiện trước mặt Tần Trần rồi. Ngay khi nhìn thấy Đại Hắc Miêu cũng làm Tần Trần kinh ngạc không thôi, bởi vì huyết khí nơi đây cũng không thể nào chạm vào người Đại Hắc Miêu được, hắn chỉ thấy con mèo mập này đi đến đâu, thì huyết khí nơi đó đều tự động tránh ra, Thế nhưng kinh ngạc rất nhanh qua đi, thay vào đó là bộ mặt có chút khó chịu lớn tiếng nói, Ngươi qua đây từ khi nào vậy? Đại Hắc Miêu nghe thế thì chống nạnh ngạo nghễ nói, tại thời điểm mấy tên dị ma tộc kia bố trí cấm chế trận pháp thì bổn hoàng đã ở đây rồi, bất quá chỉ là không có đi ra mà thôi. Nghe được lời này, làm Tần Trần càng thêm tức giận lớn tiếng quát, nếu ngươi đã đến sớm vậy, tại sao không ra tay phá hoại đám dị ma tộc này, không những thế lại còn nấp ở một bên xem náo nhiệt nữa. Ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, Đại Hắc Miêu quay sang nhìn Tần Trần cười hắc hắc lên tiếng, bổn hoàng yếu đuối như thế làm sao có thể đối phó với đám dị ma tộc này được hơn nữa đối phó với bọn chúng thì bổn hoàng có chỗ tốt gì chứ nói đến đây đại hắc miêu dừng lại một chút nó quay sang nhìn từng trần cười hiếp mắt nói tiếp không bằng ngươi đem trấn ma đỉnh trên người giao cho bổn hoàng lúc đấy bổn hoàng có thể cân nhắc ra tay giúp ngươi xử lý đám dị ma tộc kia nghe được lời này khiến từng trần tức giận không thôi thật không ngờ tới nói chuyện vòng vo một hồi hóa ra con mèo chết tiệt này vẫn muốn đánh chủ ý lên đồ đạc trên người mình thế là trong cơn tức giận từng trần gào lên quát con mèo chết tiệt nhà ngươi mau cút đi cho ta, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa. Đại Hắc Miêu nghe vậy thì cũng không nói thêm lời nào, thân hình nó lộn một vòng đã biến mất trong huyết khí này rồi, mặc cho Tần Trần có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phát hiện được ra tung tích. Tần Trần thấy vậy cũng không có tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hắc Miêu nữa, mà liền mò mẫm tìm đường đi ra khỏi huyết khí. Cũng trong thời gian này, bên ngoài hang đá hiện tại đã bị rất nhiều huyết khí bao phủ, có không ít huyết khí cũng đã lan tràn gần đến thông đạo, mà Hồng Nhan Võ Hoàng Thế Thế cũng không dám ở đây tiếp tục đứng chắn trước lối ra nữa. Chớp lấy cơ hội này, đám võ giả ở đây điên cuồng lao ra ngay, mà trong số đó cũng có Long Chấn Thiên, thế nhưng khi đến lượt hắn xông ra thì huyết khí kia lại bịp chặt cửa thông đạo rồi. Hiện tại có muốn xông ra thì chắc chắn phải vượt qua đoàn huyết khí kia trước, thế nhưng uy lực của nó thì tất cả mọi người ở đây đều biết, cho nên cũng không có ai dám xông vào đó cả. Trong nhất thời khiến cho sắc mặt đám võ giả này trầm hẳn xuống, trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế nhưng đúng lúc đó bọn họ lại thấy thân ảnh của tần trần từ trong huyết khí lao ra nhìn thấy cảnh này làm cho biểu tình của tất cả mọi người nhất thời dạy ra thế nhưng ngay sau đó cả đám lập tức đại hỉ tức khắc long chấn thiên liền lên tiếng quát lớn tần trần màu đem huyết khí kia mở ra thế nhưng tần trần đâu có để ý đến lời này ánh mắt hắn đảo qua đám võ giả ở đây một vòng rồi lên tiếng hỏi trần tư tư đâu nghe tần trần hỏi vậy còn chưa có tên nào lên tiếng trả lời thì ở cách đó không xa khô lâu đà chủ đã truyền âm nói chủ nhân ma nữ của huyện ma tông đã được huyện ảnh võ hoàng mang ra ngoài rồi hiện tại cũng đã an toàn tần trần nghe xong liền thở phào một cái nếu tư tư đã không có chuyện gì thì lúc này hắn mới yên tâm để đối phó với đám hắc y nhân kia được ánh mắt tức khắc quay sang nhìn về phía khuê nhân thần bí kiếm sắc rỉ xuất hiện trong tay thân hình hắn liền hóa thành một tia lôi quang hướng tên khuê nhân kia chém tới nhìn tần trần lao đến ánh mắt khuê nhân liền trở nên lạnh lẽo hắn liền vung tay lên theo đó một đạo hắc sắc ma khí thoáng chốc bay ra bao trùm lấy tần trần Thế nhưng làm tên khuê nhân này khiếp sợ là đạo hắc sắc ma khí của mình lại bị từng trần một kiếm dễ dàng chém nát, không những thế theo kiếm quan kia bạo phát ra, làm hắn cảm thấy như có một đạo kiếm khí xông vào cơ thể mình, muốn đem thân thể mình trong nháy mắt xé rách ra vậy. Ngay sau đó, hai người điên cuồng lao vào nhau đại chiến, sau một hồi chiến đấu với từng trần, làm khuê nhân càng thêm kinh hãi hơn, khi thấy từng trần càng đánh càng mạnh, không những thế chiến lực mà hắn bộc phát ra còn mạnh hơn cả kim thân võ hoàng trước đó nữa, nhưng làm hắn lo ngại nhất cũng không phải tầng trần, mà là trận pháp bên dưới kia không có ai thôi động nếu hắn cứ bị Tần trần quấn lấy như thế này. Thế là hắn liền lên tiếng quát lớn, người đâu, mau ngăn lại tiểu tử này cho ta. Lời này vừa được nói ra, tức khắc đã có hai tên hắc y nhân bay tới, một tên trong số đó ánh mắt tràn đầy sát ý băng lãnh nhìn Tần trần, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, đã có một đạo hắc sắc mà ảnh lao ra hướng tầng trần đánh tới. Tần trần thấy vậy thì một kiếm vung lên, trực tiếp chém bay mà ảnh kia ra ngoài, thế nhưng qua một kích giao thủ vừa rồi làm tầng trần có chút nhíu mày, vì hắn nhận thấy khí tức của tên này có chút quen thuộc thấy biểu tình đó của tần trần tên hắc y nhân kia cười lạnh nói tần trần không nghĩ tới chỉ có mấy năm thôi mà ngươi đã trưởng thành đến mức độ này rồi thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn lời nói vừa dứt thì tên này cũng đem mặt nạ từ từ tháo xuống nhìn thấy khuôn mặt của đối phương làm tần trần có chút cả kinh lên tiếng ma lệ là ngươi nói dứt lời ánh mắt tần trần liền trở nên ngưng trọng trong lòng thầm nghĩ nếu ma lệ đã xuất hiện ở đây thì tên xích viêm ma quân ở trong bình ngọc khi trước đâu trong lúc còn đang nghi hoặc thì Tần Trần liền nghe thấy một tiếng cười quái dị vang lên, khi quay đầu nhìn lại thì thấy đó là một tên nhân tộc đang đối chiến với Khô Lâu Đà chủ, đồng thời khí tức trên người tên này lại cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt đã đạt đến cửu thiên võ đế rồi. Đứng ở đối diện, cảm nhận được cổ khí tức này, làm cho Khô Lâu Đà chủ có chút khiếp sợ lên tiếng nói, người chính là Xích Viêm Ma Quân. Nhìn vẻ mặt lúc này của Khô Lâu Đà chủ, Xích Viêm Ma Quân cười hắc hắc mấy tiếng, sau đó lớn giọng nói: Khuê nhân đại nhân, tên dị ma tộc này đã bị từng trần nuôi dịch rồi, hắn cùng với tên Tần Trần này là một bọn. Lời này vừa được nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều kinh hãi, mà Khuê Nhân nghe vậy thì sắc mặt liền âm trầm hẳn xuống, quay sang Xích Viêm Ma Quân xác nhận lại, những điều ngươi nói vừa rồi là thật chứ? Cười kiệt kiệt mấy tiếng, Xích Viêm Ma Quân liền lên tiếng nói, đại nhân, những điều vừa rồi ta nói đều là thật, không những thế vị ma tạp lạp tiền bối này hẳn là cùng tên tiểu tử Tần Trần kia cũng có chút liên quan. Lời này vừa nói ra làm tất cả mọi người lần nữa chấn động, trên mặt hiện rõ kinh hãi bọn họ không nghĩ tới mạnh như ma tạp lạp thế mà cũng bị từng trần nô dịch sao điều này không có khả năng đứng ở một bên không nói gì từ đầu đến giờ lúc này cổ lạp tư cũng lên tiếng hỏi ma tạp lạp đến cùng là chuyện gì xảy ra nghe cổ lạp tư hỏi vậy ma tạp lạp cũng không có trả lời ánh mắt băng lãnh của hắn quay sang nhìn xích viêm ma quân quát lớn hồ ngôn loạn ngữ một nhà nhỏ ma quân như ngươi cũng dám ở đây gây bất hòa sao lời nói vừa dứt thân hình ma tạp lạp liền lao đến xích viêm ma quân đánh tới lợi trảo xòe ra hướng thẳng đỉnh đầu xích viêm ma quân chụp xuống như biết trước ma tạp lạp sẽ động thủ nên xích viêm ma quân đã có chuẩn bị từ trước chỉ thấy trong nháy mắt một chiếc bình ngọc cổ xưa đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ngăn lại một chảo kia của ma tạp lạp mặc dù ngăn cản được phần lớn bộ phận thế nhưng kinh khủng ma khí vẫn xuyên qua chiếc bình này đánh xuống đem xích viêm ma quân trong nháy mắt đánh cho hộc máu bay ngược ra sau chật vật ổn định lại thân hình xích viêm ma quân giữ tợn lên tiếng nói thế nào bị ta nói đúng nên muốn xuất thủ diệt khẩu sao lúc đầu ta chỉ có chút nghi ngờ mà thôi thế nhưng hiện tại ta chắc chắn khẳng định ngươi cùng với tiểu tử kia có liên quan nội dung tập này đến đây là hết rồi nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha